Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một siêu phẩm có tổng diện tích là 2 hectare, ngoài thực tế là 2 hectare quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta có địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Cây trồng trên đất thì gồm có 1.500 cây cà phê là đang cho kinh doanh và khoảng 900 cây là cà phê gia chủ mới trồng năm nay quý anh chị nhé. Ngoài ra thì gia chủ sẽ bao cho trồng cho quý anh chị là 260 cây sầu riêng đó và 300 trụ tiêu gia chủ cũng chuẩn bị trồng đây quý anh chị này. Trên đất là gồm có một căn nhà rẫy, đầy đủ mọi công năng sử dụng luôn quý anh chị, sân bê tông, giếng đào và điện ba pha, và đuôi lô đất chúng ta thì sẽ dắt suối và dắt ruộng nữa quý anh chị nhé. Và từ vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển ra được đường tỉnh lộ nó chỉ 500m thôi quý anh chị nhé, và ra đến khu dân cư đầy đủ tiện ích, và ra đến trung tâm của huyện Chư Sê là bán kính là khoảng 4-5 km, cũng như là ra đến quốc lộ 14A. Vị trí rất là đẹp, chất đất đỏ ba gian, nguồn nước thì vi vu luôn quý anh chị nhé. Thế đất là triển nhẹ hướng khuất gió quý anh chị nhé. Và với mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn là chỉ có 2.350.000.000 cho toàn bộ sản phẩm lô đất này, gia chủ sẽ bao hết toàn bộ giấy tờ sổ sách cho quý anh chị chúng ta nhé. Tổng diện tích là 2 hectare, ngoài thực tế trong sổ là 2 hectare. Sổ là sổ sẵn quý anh chị nhé, công chứng ngay. Đó, và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em sẽ quay chi tiết hơn, cụ thể hơn về sản phẩm lô đất này cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Cà phê này quý anh chị này, cà phê tô nhé. Cây này độ khoảng năm thứ 6 rồi quý anh chị nhé. Trái rất là nhiều, đóng rất là dày, đóng chất rất là chuẩn quý anh chị nhé. Đây quý anh chị này, trái ẩn rất nhiều quý anh chị. Đây. Cái số lượng cây mà cà phê tơ như thế này độ khoảng 6 năm, 6-7 năm như thế này là được khoảng 900 cây này quý anh chị này. Còn cà phê mà khoảng 10 năm tuổi thì cũng đang cho thu kinh doanh là được khoảng 600 cây, tổng là 1.500 cây cà phê đang cho thu kinh doanh rất là mạnh như thế này. Ngoài ra thì sẽ có 900 cây cà phê chủ mới trồng, mới vừa rồi trồng luôn quý anh chị nhé. Và gia chủ cũng đã cuốc hố rồi quý anh chị nhé, cuốc hố đây ở những cái ngã tư ở vườn cà phê thì gia chủ cũng có cuốc hố để trồng thêm 260 cây sầu riêng quý anh chị. Rất là nhiều trái rồi quý anh chị này. Nhìn cây cà phê rất là khủng như thế này quý anh chị nhé. Nguồn thu trước mắt là 1.500 cây cà phê quý anh chị. Đây quý anh chị này, đó. Trái quá trời trái luôn quý anh chị, rất là nhiều. Cà phê cực đẹp nhé, cây cực sung luôn quý anh chị này. Đấy, ở giữa những cái ngã tư như thế này thì gia chủ cuốc hố đây, để xuống độ khoảng một tuần nữa là xuống giống sầu riêng luôn quý anh chị nhé. Bao trồng sầu riêng cho quý anh chị chúng ta nhé. Cà phê rất là đều quý anh chị nhé, cà phê cực kỳ đều luôn quý anh chị. Đường ống thì gia chủ đã chôn đường ống chính hết rồi, người đến đâu là mở van ra là tưới luôn quý anh chị. Thế đất là triển nhẹ rất đẹp quý anh chị nhé, không có dốc, đủ để thoát nước quý anh chị. Và triển hướng là khuất gió quý anh chị nhé, hướng này là hướng khuất gió này, nó lài lài rất là đẹp quý anh chị. Ở bên này thì gia chủ đã trồng được 300 trụ tiêu này quý anh chị này, mới trồng quý anh chị nhé. Và mẹ bên kia là cà phê khoảng 600 cây cà phê được khoảng 10 năm tuổi quý anh chị. Và đuôi lô đất thì sẽ giáp suối và giáp ruộng quý anh chị nhé. Nguồn nước ở đây thì bao la bát ngát luôn quý anh chị. Và trên đất sẽ có một căn nhà đây quý anh chị. Em sẽ xuống em quay cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Và trên đất thì sẽ có một căn nhà đây quý anh chị nhé, sân bê tông này. Đó, cà phê bên này cũng của chúng ta đây quý anh chị này. Và dưới này thì có một số cây ăn trái dừa này, chôm chôm này. Đó. Một căn nhà đầy đủ mọi công năng sử dụng quý anh chị nhé. Có phòng ngủ rồi bếp núc vệ sinh đầy đủ quý anh chị. Mua về là sử dụng được luôn quý anh chị nhé. Này, bếp này, nhà vệ sinh này, đầy đủ hết quý anh chị.
Đó, phòng ngủ này, bài bản quý anh chị nhé. Bên này thì có hai phòng ngủ, dưới này một phòng ngủ nữa là ba quý anh chị. Một hộ gia đình ở đây thoải mái luôn quý anh chị. Đường điện này, đấy, đường điện ba pha này. Đây, ruộng này quý chị này, giáp ruộng với chị nhé. Chúng ta sẽ có một cái giếng này với chị nhé, giếng này bao hết nước cho quý anh chị chúng ta luôn. Và quý anh chị chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy nhanh tay liên hệ cho em nhé. Em gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo rõ hơn về sản phẩm lô đất này ạ.